Xin chào các bạn, chúng ta lại cập nhật một chút về cái tài khoản mà thử thách 200 đô của mình. Bài hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về cái tâm lý gồng lời. Thật sự ra để gồng lời nó không hề dễ một chút nào các bạn ạ. Nhất là nếu anh chị các bạn nào mà cứ quan sát hoặc là theo dõi màn hình hàng ngày thì cũng sẽ bị một cái tâm lý nó rất là nặng nề. Tại vì có những cái thời điểm chúng ta đã có lợi nhuận, chúng ta ăn, chúng ta có lời rồi, chúng ta không cắt, nhưng mà thực tế nó lại về, nó lỗ. Thì thời gian vừa qua thì cũng có lúc thì tài khoản đã lên đến 700, xong đó tài khoản lại về lại cái mức là 400. Nói chung là cái biên nó biến động, những lúc thị trường nó điều chỉnh giảm này. Các bạn thấy là ngày trước nó đạt được cái mức 700 là khu vực này, nhưng mà sau đó nó hồi về dưới đây. Đúng không? Rất nhiều các cặp hồi rất là sâu. Ví dụ như thế này. Thì cũng rất dễ bị cái tâm lý. Và khi trên này thì hưng phấn, còn dưới đây thì lại bắt đầu là lo sợ, sợ hãi. Sợ là sao? Sợ nó tiếp tục giảm, nó mất hết tất cả các lợi nhuận. Rồi lại có những cái thời điểm hy vọng lại. Ví dụ như cái diễn biến tâm lý ở cái vị trí này đi, mình chia sẻ cho các bạn biết. Đó là khi ở trên này chúng ta đang có lời, đúng không ạ? Đó thì là một cái sóng nó giảm như thế này. Đó là chúng ta lại nghĩ đến cái hoàn cảnh thị trường nó khó khăn hơn, nó tồi tệ hơn, có thể là lại một cái sóng giảm nữa thì sao. Tuy nhiên là sau cái giai đoạn này hết sợ hãi đi thì mình lại có cái dấu hiệu hình thành, ví dụ như nến các thứ nó phá lên giao cắt rồi hình thành, rồi lại hình thành cái đỉnh, nhưng mà lại hy vọng là thị trường sẽ tăng luôn. Lúc này thì lại tự tin trở lại, đúng không? Nhưng mà sau đó thị trường lại làm một cái cây giảm mạnh, sập mạnh như vậy, lại bắt đầu lo sợ, sợ là thị trường lại phá cái đáy này nữa, lại nguy hiểm hơn. Đó, rồi khi thị trường điều chỉnh, rồi đến cái lúc thị trường tăng trở lại thì bắt đầu hy vọng, và đến bây giờ thì đã có những cái thành quả của cái quá trình gồng. Và mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trước đó rồi cái chiến lược nó như thế nào. Có nghĩa là chúng ta xác định là xác định cái xu hướng trên khung thời gian lớn rồi, và bây giờ chúng ta vào lệnh là vào trên khung thời gian nhỏ. Những cái lúc thị trường điều chỉnh mới là cái cơ hội chúng ta vào được cái vị trí giá tốt nhất. Đó, các cặp khác như CAC đấy cũng vậy, mình cũng đã phân tích rất là kỹ với các bạn. Và các bạn cũng thấy là bây giờ thì càng ngày những cái dấu hiệu của xu hướng nó càng rõ ràng hơn trong dài hạn, và chúng ta nắm giữ nó có vẻ là sẽ tự tin hơn nữa, với cái lực của thị trường hiện tại cũng đang rất là mạnh, đúng không các bạn? Còn thị trường thì bản chất nó cũng sẽ không thể đi thẳng được, đi miết được, nó cũng sẽ có sóng đi sóng hồi, đúng không? Nhưng có những cái thời điểm thì lực của thị trường rất mạnh, các bạn thấy này, đi không có nhịp điều chỉnh, thậm chí nó vẫn có thể đi thêm nữa. Nên là bản thân chúng ta sẽ không biết được chắc cái đoạn nào nó sẽ điều chỉnh, cái đoạn nào nó sẽ tiếp tục đi. Nhất là những cái cặp mà chúng ta đã xác định được trên những cái khung thời gian lớn, trên những cái khung thời gian dài hạn rồi, và chúng ta xác định được cái xu hướng rồi, thì khi điều chỉnh chính là cái cơ hội để chúng ta vào được cái vị trí giá tốt. Thì các bạn thấy là trong cả một cái giai đoạn vừa rồi ấy, thì mình đã mua trước đó, nhưng mà khi nó điều chỉnh về là mình hướng tới mua thêm vào. Thị trường nó có biến động nhưng mà mình biết cân đối cái khối lượng vào sao cho nó hợp lý một chút, thì cái tài khoản của mình cũng ít rủi ro hơn, trong khi mình có một cái chiến lược rõ ràng. Ví dụ như bây giờ đi, thì thị trường điều chỉnh về mình vẫn có thể là rời những cái limit cũ lại, mình vào đây. Nếu mà có những cái nhịp mà điều chỉnh của thị trường thì mình vẫn có thể làm mua thêm. Đó, tương tự giống con cạc xe đét này, thì những cái lệnh limit này, đúng không? Thì mình lại giờ lên đây. Có nghĩa là thị trường điều chỉnh chính là cái cơ hội để chúng ta có thể là mua được vào tiếp tục. Còn lệnh thì mình vẫn sẽ tiếp tục giữ để nâng cao cái lợi nhuận, những cái gì mà mình đã kỳ vọng trước đó với các bạn. Thì thật sự cái quá trình gồng lời nó cũng không hề là dễ dàng với bất cứ ai. Mình biết cái này nó khó, tuy nhiên để mà gồng lời được thì các bạn cần phải có một cái phương pháp nó rõ ràng, cái chiến lược nó rõ ràng. Các bạn được xác định cái khung thời gian các bạn theo là khung nào, cái các bạn dựa vào là dựa vào cái gì. Ví dụ như ở đây chúng ta xác định khung thời gian lớn và có một cái mô hình nến đẹp thì chúng ta dựa vào cái mô hình nến. Ở cái thời điểm này thì chúng ta lại dựa vào mô hình nến, đúng không ạ? Còn ví dụ như có những cái dấu hiệu nào đó mà chúng ta có thể tin tưởng, chúng ta dựa vào được thì chúng ta tin tưởng vào cái dấu hiệu đó. Còn những cái biến động trong ngắn hạn thì chúng ta không quan tâm nhiều. Thì các bạn thấy này, có những thời điểm bây giờ từ 20 bip, 30 bip, 50 bip, 100 bip thì đến bây giờ chúng ta ăn được có thể lên đến 1.500 bip, 1.600 bip rồi, đúng không ạ?
thậm chí tổng lại là còn hơn rất là nhiều đó, các bạn thấy không? Đúng không? Thì về cái chiến lược như vậy thì mình cũng vẫn giữ nguyên, và những cái cặp mình theo chính là dòng CSS. Mình đánh giá đây vẫn là một cái dòng tiềm năng. Không biết đến bây giờ cái sóng nó đã mạnh hay chưa, nó đã đi thẳng luôn hay không, nhưng mà mình vẫn đánh giá chúng ta đã vào được cái vị trí giá tốt rồi thì cố gắng mà nắm giữ, cố gắng mà nâng cao cái lợi nhuận lên, chứ không có dễ dàng mà chúng ta cắt. Các bạn thấy một lệnh đánh 0.01 như thế này, mà ăn 20 đô có nghĩa là chúng ta đã ăn được 200 bíp rồi đó các bạn. Một lệnh này đã ăn được 200 bíp rồi đó các bạn. Các bạn cũng thấy đó, cả một quá trình. Và chúng ta phải trải nghiệm thị trường cũng như là có phương pháp và chiến thuật nó rõ ràng. Cộng thêm để thoải mái, để có một cái tâm lý nó tốt, thì các bạn cũng phải biết cách rèn luyện rồi thử nghiệm nó như thế nào. Còn phương pháp và chiến lược thì ở cái video trước mình cũng đã nói với các bạn rồi. Thật sự là không hề dễ, gồng lời không bao giờ dễ cả. Thật sự là như vậy. Tuy nhiên là các bạn biết nắm bắt cơ hội, các bạn biết gồng lời thì mình nghĩ là cái tâm lý của các bạn mới tốt hơn, và sau này các bạn mới kiếm được lợi nhuận từ thị trường được. Còn nếu các bạn vẫn cứ cái tâm lý gồng lỗ, khi lỗ thì gồng tốt lắm, gồng đến khi làm lời thôi. Nhưng mà khi lời thì chúng ta lại vội vàng chúng ta cắt. Cái tiếc của chúng ta là các bạn sẽ hình dung, các bạn sẽ thấy được trong cái hoàn cảnh của các bạn, đó là rất nhiều lần các bạn cũng vào được cái vị trí đẹp, cũng vào được cái cơ hội đẹp, nhưng các bạn lại cắt sớm quá, các bạn thoát lệnh sớm quá, thành thế ra các bạn bỏ mất cái cơ hội đó. Thậm chí có những cái cơ hội ấy, nó đi rất là xa mà chúng ta không nắm bắt được. Vì vậy ở đây thì mình cũng chia sẻ một chút cái suy nghĩ tâm trạng của mình trong quá trình gồng lời. Thật sự là không biết sau này nó như thế nào, nhưng mà mình cũng rất hy vọng là cái kết quả nó sẽ tốt, khả thi. Ở một cái giai đoạn thì mình sẽ chia sẻ cho các anh chị các bạn cách nhìn nhận cũng như những cái suy nghĩ của mình nó như thế nào để chia sẻ cho các bạn. Tại vì thị trường á, chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới thấy được những cái hoàn cảnh thực tế, những cái bối cảnh thị trường thực tế nó như thế nào, và chúng ta phải đưa ra những cái quyết định. Và cái quyết định đó đúng hay sai thì nó dựa vào những cái sự trải nghiệm, những cái kinh nghiệm cũng như cái kiến thức, cái rèn luyện, cái hệ thống của mỗi người. Còn nó vẫn có sự may mắn trong đó các bạn ạ. Giao dịch không có cái gì là chắc chắn 100% cả. Chúng ta giao dịch, chúng ta cũng vẫn có phần trăm thắng, phần trăm thua. Có những cơ hội thì 60% thắng, 40% thua. Có những cơ hội 70-80% thắng, 20-30% thua. Có những cơ hội đến 90% thắng nhưng mà vẫn có 10% thua. Các bạn phải chú ý như vậy. Nên chúng ta áp dụng vào thị trường, chúng ta phải làm sao chúng ta cân đối được, quản lý vốn được, cùng với đó là trải nghiệm. Chứ còn các bạn cũng biết là trong quá trình vừa rồi á, mình vẫn nghĩ đến cái bối cảnh nó xấu chứ. Nếu mà về âm 200 là chắc là mình cắt. Về mà cái số vốn của mình chắc là mình cắt. Nhưng mà may mắn là chưa có lúc nào về âm cái số vốn cả. Nó chỉ là mất cái số lời thôi. Mất cái số lời ở đây nó chỉ về đến 400 thôi. Là hoặc là âm còn 350 thôi. Đó, chứ nó cũng không phải đến cái thời điểm mà âm về 200. Nếu mà âm về 200 hòa vốn á, là có thể là mình sẽ chấp nhận mình cắt đó. Vì vậy là mình cũng chia sẻ với các bạn rồi. Mình đánh, mình phải cân đối sao cái khối lượng nó vừa phải để cho nó một cái không gian, cho một khoảng thời gian nó biến động. Chứ các bạn mà, ví dụ như các bạn mà chắc chắn thì cứ 100% tương vào đánh, không phải đánh 0.01 lót mà các bạn đánh một lót hoặc là 0.1 lót hoặc là đánh rất nhiều lệnh, đúng không? Các bạn tự tin quá vào thì cũng là những cái sai lầm. Khi mà thị trường nó điều chỉnh hơi sâu thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối, và thậm chí những cái lúc đó chúng ta có phải âm nặng, thua lỗ nặng. Đó là như vậy. Trong quá trình giao dịch thì chúng ta cũng phải để cho chúng ta một cái đường lùi, chúng ta tính toán. Chứ còn nếu các bạn bảo là tại sao vào lệnh nhiều, nhưng mà mình cảm thấy là lệnh cũng rất là bình thường chứ không phải là nhiều đâu. Chúng ta đã cân đối rồi, và mình tất nhiên là nó có rủi ro, nhưng mà mình đã cân đối cho nó một cái khoảng thời gian để nó biến động trong cái mô hình, trong những cái mà mình đã chia sẻ, mình đã tính toán trước đó rồi. Cái mô hình này rồi mình vẫn xác định là như vậy. Trong cái video này mình cũng chia sẻ cho các bạn một chút cái suy nghĩ, cái tâm lý gồng lời nó như thế nào. Thật sự là nó rất là khó, các bạn cần phải tìm hiểu, học hỏi nó nhiều hơn, rèn luyện. Chúng ta phải rèn luyện các bạn ạ. Chúng ta đừng để mất những cái cơ hội tốt khi mà chúng ta vào được. Còn trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng duy trì và phát triển cái tài khoản này, và mình cũng hy vọng là nó thuận buồm xuôi gió, nó có phần may mắn. Phải có may mắn các bạn ạ. Làm gì cũng vậy, giao dịch, đầu tư, mua sắm hoặc làm bất cứ cái gì ở bên kia cũng vậy, chúng ta cũng cần phải có một chút may mắn, có sự may mắn thì mới thành công được. Thì mình cũng hy vọng là có thể
nâng được cái tài khoản của mình lên nó tốt hơn để có thể chia sẻ những cái hoàn cảnh thị trường cũng như những cái tâm lý giao dịch để cho các anh chị các bạn hiểu được, tham khảo được phần nào, từ đó đúc rút thêm kinh nghiệm. Rồi nếu các bạn xem video thấy có những kiến thức bổ ích thì hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh. Nếu có những cái đóng góp hoặc là chia sẻ gì thì các bạn để lại bình luận bên dưới để mình có động lực thêm để làm chia sẻ những cái video cho các anh chị các bạn. Chúc các bạn giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.